Chào anh em nha anh em. Bữa nay em có về mớ ốc ác hàng tồn kho nè. Thì như lời đã hứa với anh em, nói chung em nhóm nói là có anh em ơi. Rồi anh em mình coi có xài được cái món nào thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0865 890 158 nha anh em. Số của Zalo, có Facebook, anh em chat thoải mái. Thì không có làm mất thời gian của anh em nữa, em báo giá chi tiết cho anh em luôn. Thì đầu tiên vô thì bữa lấy về 100 cục mà giờ em còn tầm khoảng 30, bán hết 70 rồi. Cao su bảo vệ cần thắng. Ở đây em có hai mẫu, nhưng mà cái mẫu mà em bán mà chạy á, trời ơi trời, cao su bảo vệ cần thắng này đem có hai mẫu, một mẫu gai, một mẫu gai là cao su, nó cái hai mẫu này đều màu xanh hết. Một mẫu mà có chữ xì tóp này nè thì nó hiếm hàng trên thị trường hơn, hiếm hàng trên thị trường hơn. Này anh em mua một lần là anh em xài trọn đời luôn, dày lắm, mềm dẻo lắm. Đó. Mẫu gai cũng vậy, 50.000 một cục nha anh em, cao su bảo vệ cần thắng thì 50.000 một cục. Anh em lấy số lượng 10-20, alo, có giá cho anh em thầy thợ về sanh sửa. Rồi anh em lấy nào à, báo em. Rồi em có về ngõ ốc ác hàng tồn kho nha. Rồi đầu tiên thì em báo với anh em mấy cái loại ốc ác mới về đi ha. Đầu tiên em báo với anh em cái tem mặt nạ. Tem mặt nạ quay thái 110 đời 2.000 tồn nha anh em. Bao anh em là chuẩn hàng tồn, không đúng một em đành 10 cho anh em. Bao anh em dán nha. Đây là cái lớp ganti nè, em không có gỡ nha, để anh em về anh em dán anh em gỡ luôn nha. Đó. 200.000 một miếng nha anh em. Hàng này cũng ít có lắm, nói chung không có nhiều đâu. Tem nạ quay thái 110 đời 2.000 tồn. Anh em xài thì alo em. Đó, 200.000 một miếng. Rồi tiếp theo nữa. Nay em có về được một chục cái, nói chung lần mua lần khó, em mua lần chục cái cho nó nhiều, bán cho lâu một chút. Ở đây là em có cái nắp cùm dưới của quay thái 110. Hàng tồn nha, chứ không phải hàng mới nha anh em. Bữa nào em lấy cái mua cái cùm mới về em chỉ cho anh em cái cách phân biệt, mình phân biệt. Nói chung nó dễ lắm anh em ơi. Tại vì anh em nhìn qua hình ảnh nó đôi lúc nó hơi trừu tượng, anh em thấy không có rõ. Nhưng mà khi anh em trực tiếp cầm trên tay bên ngoài á, nó khác xa với hàng mới lắm. Nó khác xa với hàng mới bây giờ lắm. Cái thứ nhất á, anh em nhìn cái nét chữ mà mấy cái nét chữ Sita này nè, là nó bóng hơn hàng mới nè, anh em thấy không? Nó bóng chiếu nè, thấy không? Do người ta xài mực dầu. Cái thứ hai nữa là anh em gờ nó cũng có gờ, nó cũng có cộm tay nghe anh em, nhưng mà em nói thẳng với anh em luôn là cái hàng này nó tồn, nhưng mà nó tồn đời sau này thôi, bởi vì nó không có bằng như hàng theo xe được nha anh em. Em cũng nói trước luôn nha anh em, cái nào nó cũng có cái giá của nó đó, mà đúng hàng này là đúng hàng tồn chưa xài. Một nắp cùm này giá là coi bữa nay giá 300 nha anh em, nắp cùm này bữa nay giá 300 nha, một cái này 300. Chung anh em đi kiếm hàng này trên thị trường cũng không có đâu, em khẳng định với anh em. Đó, này là anh em của em chia cho em. Ừ. Rồi. Tiếp theo nữa em còn được một cái bình. Bình này trên thị trường em hứa cho anh em luôn. Nói trên toàn đất nước Việt Nam này thì nó hơi quá. Nhưng mà em bao anh em ở khu vực miền Tây đi kiếm. Đó. Phu 2 tồn kho. Anh em đi kiếm cái bình mới nó đã khó rồi, em nói thiệt, cái bình Phu 2 tồn, cái bình Phu 2 này á, anh em đi kiếm, anh em vô tất cả các head anh em hỏi đi, em nói thiệt đúng Phu 2 nha. Anh em kiếm cái bình mới nó đã khó rồi, chứ đừng nó kiếm cái bình tồn, đúng mã tồn luôn nha anh em. Đó, mã cuối GRG08 Phu 2 tồn kho, mới 100% chưa xài, ốc tán 7 màu hết, ốc tán có chữ W hết nha anh em. Em nói với anh em mấy cái bình này đa số nó để trong kho, nhiều khi nó lỗi vận chuyển, cứ như nó bị chày chóc chút đỉnh nha. Anh em xài mấy cái đồ này anh em cũng phải thông cảm, nhưng mà quan trọng là cái chất độ bên trong nha anh em. Đó, bình này giá không hề rẻ nha anh em, 2.3 triệu một bình. Hàng này bây giờ em bao anh em đi kiếm trên thị trường đó. Đó, miễn anh em kiếm được, anh em kiếm có đi. Đó, em bao anh em đi kiếm, hiếm còn hơn vàng luôn á. Hàng này nó thiệt luôn, Phu 2 này nó hiếm còn hơn vàng luôn á. Đó, Phu 2 125 hàng tồn nha. Rồi bình này 2.3 triệu, anh em xài alo cho anh em coi trái ga với lò xo rồi nè. Em mở ra cho anh em coi thôi, chứ anh em là khách của em mà, anh em có quyền anh em coi. Đó,
bình mới 100% chưa xài. Rồi 2,3 triệu. Tiếp theo em báo với anh em, em báo đồ bự trước đi rồi em báo ốc ác nhỏ sau. Đây là cây cốt số quay thái 110 hàng tồn. Đó, cây cốt số quay thái 110 hàng tồn. Thì đa phần á, anh em mình xài xe nó công là công cây cốt số nè, chứ cốt đạp không công đâu. Tại cốt số mình xài liên tục mà. Cốt số quay thái 110 tồn nha anh em. Nè, chuẩn luôn nè anh em. Chuẩn chỉ luôn. Đó, 280 một cây nha anh em. Giá nó cũng mặn lắm chứ nó không rẻ đâu, nhưng mà đúng chất đồ. Anh em nào chịu chơi chịu chi thì người ta bụp à. À, nói chung ở đây em bán đồ lãi lời một phần cũng đam mê. Rồi, tiếp theo. Chỉ còn hai cái nữa hết. Lò xo chống nghiêng 110 tồn. 250 một cái nha anh em, chỉ còn hai cái nữa hết rồi. Cái màu ác lắm, so với hàng mới thì cái màu nó ác hơn nhiều. 250 một cái. Hai cái nữa hết rồi. Rồi tiếp theo nữa là em báo lộn xộn ha, không có quay thái kim thái gì, không có theo trình tự nào ha. Lò xo đạp thắng kim thái tồn. Màu khét luôn nha anh em, lò xo đạp thắng kim thái tồn nha. 150.000 cái nha anh em. Hai tô phở. Rồi duy nhất còn duy nhất một cặp xúc bắp lo, duy nhất một cặp thôi, xúc bắp mã cũ nè. FM F6 nè, duy nhất một cặp thôi. Anh em nào xài thì alo. Còn duy nhất một cặp một. FM F6 duy nhất một cặp. 400.000. Hàng này bây giờ nói thiệt với anh em á, bảnh cũng hết luôn rồi. Đó, không có nhiều đâu. Duy nhất một cặp 1,400. Đó, anh em xài alo. À, cái dây km kim thái tồn này hôm qua em có báo với anh em rồi nha. Dây này 180.000 một dây nha anh em. Đó, dây này thì 180.000 một dây. Cái này nó có hàng loại 2 nữa nha anh em. Cái dây này nó có hàng loại 2 nữa, anh em mua cẩn thận nha, để trúng đồ giả nha anh em. Nó có hàng là hàng làm á, hàng bậy bạ đó, nhưng mà chữ của người ta là khắc thẳng vô sợi dây nè. Anh em gờ là cầm tay luôn, phía trên nó có khắc thêm một đường dây đường nữa. Đó, anh em mua cẩn thận nha. Đó, em bán là bao đúng đồ cho anh em về kiểm tra. 180.000 một sợi, đúng dây tồn. Còn ở đây em còn được một mớ cũng không có nhiều đâu. Nhông nhựa km. Nhông nhựa trước km kim thái, kim lùng tồn xài chung. Này một cái gì 200. Đó. Em nhớ đâu ở đây nó có đóng chữ GN5 nè, anh em chờ em cái. Đây nè, trong cái rảnh này nè. Nè, có chữ GN5 nè, anh em thấy không? Đó, GN5 nè, thấy không anh em? Đó. Đúng nha, full túi cánh chim. Đó. Này 200.000 một cái anh em. Rồi sẵn báo đồ kim thái, em báo cho nó hết đồ kim thái luôn đi, quay qua đồ quay nha. Rồi hàng này cũng bây giờ nó cũng đếm trên đầu ngón tay nữa nè, hàng này cũng ít có nữa nè, cũng hiếm nữa nè. Anh em biết không? Đây là cái bốn con ốc bắt thùng xăng lớn kim thái tồn đắt 94-95. Đó, hàng này bây giờ cũng hiếm có, khó tìm nữa nè. Nó có cái lông đền sẵn ở trong cái con ốc này luôn nha anh em, chứ không phải là hàng gắn vô nha. Đó. Nói chung em mua được thì em chia sẻ với anh em cũng kiếm một bộ gì mấy chục ngàn để em trang trải. Đó. Bốn ốc bắt thùng xăng lớn kim thái tồn, chuẩn tồn luôn. Bao anh em khét mù luôn nha, 350 một bộ. Hàng này giá nó mắc lắm anh em. Em nói thiệt, em bán 350 là em bán rẻ. Nói thẳng với anh em một câu luôn, xin khẳng định. Anh em thử bây giờ anh em đi hỏi những anh em chuyên bán đồ tồn đi. Giá nó bao nhiêu? Đó, bốn ốc bắt thùng, cái này là em mua đợt Tết tới giờ em ôm số lượng có mấy chục bộ luôn, bán lai gai hết rồi đó. Tại lúc đó cuối năm người ta xả hàng thì mình ôm vô á, chứ em nói thiệt với anh em bình thường đi tới công chuyện không á. Bốn con này 350 nha anh em, giá cũ. Ốc thùng xăng lớn kim thái tồn đắt 94-95. Bộ cái xe kim thái á, một xe nó xài một con một à, ốc bắt 3 ga mũi kim thái tồn.
Ở nhiều anh em nói cái hàng này hàng Thái mới, nhưng mà hàng Thái mới nó khác nha anh em. Em thấy con ốc hàng Thái mới rồi, con ốc hàng Thái mới á, cái chân găng này nó cũng giống, cũng hao hao như vậy thôi, nó hao thôi, nó chứ không giống nha, nó hao thôi nha anh em, nó hao thôi. Nhưng mà cái chỗ xi chỗ này nó khác nè, xi chỗ này nó vàng ửng rồi chứ nó không có màu này đâu nha anh em. Đó, cam kết với anh em chuẩn tồn. Đó, với lại số 10 này của cái con ốc Thái niêu cũng khác nè. Đó, một con gì 100.000 một con nha. Con ốc bắt gà 3 gà mũi nè 100.000 một con. Anh em xài thì alo. Rồi à, đồ game Thái còn gì nữa ta. Rồi đây, đây nè, đây là bộ 4 con ốc bắt co săn game Thái tồn. Em mới về được mới nè, hỏm hết hàng. Anh em nào hỏi thì nói chung cái hàng này mình nói thiệt với anh em, đi chia anh em ta, nhiều khi nó có nhiều khi nó không. Đó, thì mua giá nó theo thời điểm nha, em mong anh em thông cảm, giá nó theo thời điểm nha anh em, chứ không phải lúc nào cũng mua được giá thơm đâu nha anh em. Đó, anh em đòi xài đồ tốt mà có giá thơm thì nói thẳng không có đâu. Đây là 4 con ốc bắt co săn trên dưới của rim Thái, hàng tồn kho, anh em bắt được cho quay Thái luôn. 4 con này bắt được cho quay Thái luôn. Đó, hai con dưới là số 10 nè, nhưng mà anh em thích số 10 thì thích, tại vì xe em đã bắt rồi, em biết. Đó, 4 con ốc bắt co săn rim Thái tồn kho, bắt cho quay Thái 110 được luôn nha. Đó, bắt cho quen pha được, rồi bắt cho quen pha là y chang luôn đó, bắt cho super đồ y chang luôn nha. 4 con này 200 nha anh em, 4 con này 200 nha. Ấy lộn, xin lỗi anh em, 4 con này 200 gửi, 4 con này 200 gửi anh em, xin lỗi anh em nha. Đó, 4 con này 200 gửi nha anh em. Ừ, giá mua được theo thời điểm chứ không phải lúc nào nó cũng rẻ đâu nha anh em. Đó, ủa coi phải không ta, lộn cái gì rồi. 4 ốc bắt thùng xăng lớn ghim thái, 4 ốc co xăng ghim Thái tồn. Rồi, 4 con này 200 nha anh em, xin lỗi anh em nha, 4 con này 200, lộn cái ốc kia. 4 ốc bắt co xăng trên dưới của rim Thái tồn là 200.000 một bộ 4 con. Rồi, đó, em cũng về được một chục bộ thôi chứ cũng không có nhiều đâu. Còn đây là đây nè, cặp ốc này bắt bách thắng của rim Thái quay Thái. Cặp ốc bắt bách thắng trước sau của rim Thái quay Thái chuẩn số 10. Bắt cái bách thắng của mình đó anh em, của rim Thái quay Thái. Nói chung hàng niêu Thái cái số 10 này anh em nhìn kỹ đi, nó khác dữ lắm chứ nó không có giống đâu. Đó, với lại chân găng đồ nó khác dữ lắm, nó khác. Xem anh em nhìn cũng hao hao đó, chứ nói tuyệt đối thì anh em nhìn chắc không ra đâu. 150.000 một cặp nha anh em, 150.000 một cặp đó. Ừ, anh em xài thì alo. Ừ, tiếp theo nữa em có về được đây hai con ốc bắt mặt nạ với lại cái cảng sau của quay Thái 110 hàng tồn. Hai ốc bắt bách mặt nạ với lại cảng sau quay Thái 110 hàng tồn, một xe 4 con, một cặp gì á, giá của nó là 100.000 một cặp, 100.000. Chỉ về được duy nhất có 3 cặp thôi, không có nhiều, tại vì hàng này giờ ít lại rồi. Đó, chuẩn whip cho anh em. Đó, lên xe. Anh em nào phát hiện si gom mạ 1 đền 10 cho anh em, nói thẳng với anh em gì luôn cho nó dễ. Ừ, rồi đây nè, đây mặt hàng này cũng hot rồi nè. Anh em nào xài thì alo nha. Nói chung hàng này sắp cạn rồi nha anh em. Tán này là tán bánh, tán bánh này là tán bánh Indo đắt 2015, dành cho quay Thái 110, quen pha ghim Thái đều vô được hết. Anh em nào dọn mà bình dân ít tiền thì có thể liên hệ cho em, giá cực kỳ tốt luôn. Một cặp như vậy nè, một cặp như vậy nè anh em, chỉ có 80.000 thôi. Đợt này nó có nhóm chân 10.000 nha anh em. Đợt trước em bán có 70 á, nhưng mà em bán hết cái lô trước rồi, lô trước em lấy 100 con đó. Đợt này về có mấy con hết rồi. Tán bánh này một cặp gì nè, chỉ có 80.000 thôi, nhưng mà đắt, đúng đắt 25 nha anh em. Đó, anh em dọn xe mới rất là đẹp á. Ok anh em nha, tán này tán Thái nha anh em, tán Thái nhập Indo đắt 25 đó, anh em xài hú em. Rồi, tiếp theo nữa là ở đây em có về được 4 bộ ốc đầu bò quay Thái 110, hàng tồn da băng mẫu cũ nha.
Đây là bốn con ốc đầu bò quay thái 110 hàng tồn vỏ băng mẫu cũ, em cho anh em coi. Nói chung á là theo thời gian anh em, có con á nó bị đốm gì nè. Đó, theo thời gian, tại vì hàng này là hàng vỏ băng mã cũ mà chứ không có giống như hàng mới. Nó có cái ánh ngà vàng, anh em thấy không? Nó có cái ánh ngà vàng chứ không có giống như hàng mới nha anh em. Nó không có giống như hàng da băng xé bịch á, hàng da băng xé bịch cũng 300 mấy chục ngàn bộ chứ đâu có rẻ đâu. Đó. Anh em phát hiện si gom mã, đây là cái màu thời gian nè anh em thấy không? Cái màu thời gian nè. Đó. Một em định mời cho anh em. Một bộ 4 con. Thì nói chung á có con đẻ, có con nó bị nhiều khi có mấy con để lâu quá nó bị gì nè anh em. Nó bị đốm đốm vậy nè, nhưng mà em giao cho anh em thì em không có lựa mấy con đốm nữa, con đốm em để lại. Đó. Có gì em vô mấy cái xe cỏ nhà cũng được. Một bộ 4 con này giá 450 nha anh em. Hiện tại giờ hàng này đang cháy luôn. Em chỉ về được có 4 bộ thôi. Anh em có xài alo em nha. Đó. Rồi tiếp theo nữa anh em ơi, hàng này là siêu hot luôn nè. Bộ ốc nối thân lòng quay thái 110 hàng tồn nha. Bộ ốc nối thân lòng quay thái 110. Một bộ nó là bao gồm 2 con. Một con ngắn, một con dài. Đó. Bộ ốc nối thân lòng quay thái 110 nha, hàng tồn. Một con ngắn, một con dài. Bao can cho anh em lên xe nha. Hàng này dạng như tồn mã cũ thôi chứ không phải tồn gáp xe lên nha anh em, tồn gáp xe mặn lắm nha anh em. Đó, cái nào em nói cho nó rõ. Đó. Tồn là tồn mã cũ thôi. Một cặp viên 150 nha anh em, hàng bao whip cho anh em lên xe luôn, cực đẹp. Nói chung anh em lên xe đẹp chứ lắm, ốc này em lên xe nhà em rồi em biết. Cặp ốc nối thân lòng vậy là 150 ngàn. Nói chung em về được 20 bộ cái gì á, 20 bộ đúng rồi, 20 bộ 40 con. Một cặp ốc nối thân lòng là nối giữa cái này là nối chân nồng, ốc chân nồng nè. Còn con này là cái bắt cái đầu giữa cái nồng nè. Là 150 ngàn bộ 2 con nha nè. Anh em xài alo nha. Số em 0865890158. Rồi tiếp theo nữa là cái ốc này. Ốc này là một xe duy nhất có 2 con. Hàng này nói chung là em thấy không có ai bán, ít người bán. Hàng niêu thái thì nhiều, nhưng mà hàng tồn này thì em thấy chưa có ai bán. Thì giờ em bán cái hàng nào người ta không bán, mình bán nó mới im chứ. Đây là cặp ốc bắt từ lườn nước lên cây sườn. Đây là cặp ốc bắt từ cái lườn nước lên cái sườn của chiếc quay thái 110 hàng tồn kho. Cái màu này là anh em khỏi chối cãi luôn nha. Anh em phát hiện si gom mạ 1 đền 10 cho anh em. Đúng chuẩn tồn da băng Nhật luôn nha. Mắc nghe anh em, không có rẻ nha. Một cặp này á, là em bán cho anh em một cặp gì nè. Một cặp ốc này là giá là 180 ngàn. Một cặp này 180 ngàn anh em. Đó, có nhu cầu thì liên hệ cho em. 180 ngàn một cặp. Ốc bắt từ cái lườn nước, bắt ngược lên trên cái sườn, quay thái 110 tồn kho. Rồi, video của em tới đây cũng xin kết thúc anh em ơi. Về chút ốc lặt vặt chơi với anh em. Chào anh em nha.